Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ bắt nguồn từ niềm tin và sự tôn sùng nữ thần, tôn sùng người mẹ của cư dân nông nghiệp lúa nước. Đây được coi là một tín ngưỡng mang tính bản địa, từng tồn tại lâu dài trong lịch sử, nhất là từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 19. Ngay từ khi ra đời, sức lan tỏa của tín ngưỡng này đã rộng khắp từ đồng bằng, đô thị và miền núi, tạo nên đặc trưng của văn hóa người Việt Nam. Bất kỳ ai đã biết đến đạo mẫu, nghe chầu văn hẳn đều biết đến câu hát nổi tiếng. Vân cát thôn quê đất phủ dày, Giáng sinh vào cửa nhà Lê cải trần. Lần theo những câu văn cổ cùng khám phá về nét đẹp kiến trúc của di tích phủ dày Vân Cát, gắn với tích Giáng sinh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, vị thần chủ của tín ngưỡng thờ mẫu, một tín ngưỡng độc đáo của người Việt. Tín ngưỡng thờ mẫu vốn có xuất phát từ điểm thời tiền sử với hệ tư tưởng tôn sùng mẹ thiên nhiên của người Việt cổ, đấng sáng tạo ra vạn vật muôn loài. Qua thời gian, khái niệm thánh mẫu được mở rộng ra, bao gồm những nữ anh hùng dân tộc, những người có chiến công hiển hách hay giúp đỡ dân chúng khắp nơi, khiến công đức vang trời hoặc hiển thánh có quyền uy. Những nhân vật này được nhân dân kính trọng, suy tôn và thần thánh hóa để trở thành hiện thân của thánh mẫu. Nói đến tín ngưỡng thờ mẫu thì không thể không nhắc đến Thánh Mẫu Liễu Hạnh, vị thần chủ của tín ngưỡng. Và đã nói đến Mẫu Liễu thì chắc hẳn nhiều người biết đến quần thể di tích Phủ Dày Nam Định, trong đó có Phủ Vân Cát, một trong những di tích văn hóa quan trọng bậc nhất gắn liền với sự tích Thánh Mẫu Giáng sinh lần hai. Nam Định được xem là trung tâm của tín ngưỡng thờ mẫu với gần 400 điểm thờ cúng thánh mẫu, trong đó Phủ Dày là tâm điểm của hoạt động thực hành tín ngưỡng này. Phủ Dày trước có tên cổ là Kẻ Dày, xuất phát từ truyền thuyết bà chúa Liễu Hạnh vì quá thương nhớ gia đình nên đã để lại một chiếc giày ở trần gian trước khi về thượng giới. Hay có huyền thoại, vua đi ngang qua vùng này và nghỉ đêm ở quán hàng của bà chúa Liễu Hạnh. Sau đó được tặng một đôi giày nên đã lập nơi thờ tự gọi là Phủ Dày. Còn khi gọi là Phủ Dày vì chính nơi này có món bánh dày nổi tiếng, lại có người cho rằng Kẻ Dày xuất phát từ nơi có gò đất nổi lên hình bánh dày trước cửa phủ. Cho tới khi Mẫu Liễu Hạnh được suy tôn là mẫu nghi thiên hạ thì Kẻ Dày được đổi thành Phủ Dày. Thánh Mẫu Liễu Hạnh là một vị thánh mà có ảnh hưởng rất sâu rộng đến đời sống tâm linh cũng như là cái đời sống sinh hoạt tinh thần của người Việt chúng ta. Và cái hình ảnh của Thánh Mẫu không phải chỉ tồn tại ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, mà chúng ta thấy trong miền Trung, miền Nam ấy, thì cũng có những cái tục thờ Thánh Mẫu. Ví dụ như là ở Phủ Dày Nam Định thì đấy là cái điểm trung tâm nhất rồi. Vì sao lại như vậy? Bởi vì theo truyền thuyết là Ngài gọi là hóa là... Mộ của Ngài được chôn ở đó, đúng không ạ? Mộ của Ngài được xây dựng ở đó. Phủ Vân Cát là một công trình di tích lịch sử quan trọng trong hệ thống các di tích thuộc quần thể Phủ Dày. Với những giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa, Phủ Vân Cát đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1975. Nằm ở phía bắc thôn Vân Cát thuộc xã Kim Thái, Phủ Vân Cát, được xây dựng trên một khu đất rộng khoảng 1 hectare, quay về hướng Tây nhìn dãy núi Tiên Hương, núi Ngăm. Phủ Vân Cát là một trong những phủ chính thuộc khu di tích Phủ Dày. Quần thể di tích Phủ Dày thì nó gồm rất nhiều các di tích. Trong đó có Phủ Vân Cát, Phủ Tiên Hương và Lăng Mẫu là ba di tích tiêu biểu và có giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật rất to lớn. Chính vì vậy là quần thể Phủ Dày đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia từ
những năm 1975 và được duy trì cho đến ngày nay thì bảo tồn, trong đó có Phủ Vân Cát. Phủ Vân Cát thì nó có một cái quy mô cũng rất là to lớn và đồ sộ. Lần trùng tu gần đây nhất là vào năm 1900 do nguyên Tổng đốc Nam Định, Tổng tài Quốc sử quán Đông Cát Điện Đại học sĩ Thái tử Thiếu Bảo Cao Xuân Dục đứng ra làm hưng công hội chủ và chủ trì cái việc trùng tu này. Chính vì có ông Cao Xuân Dục là người đứng ra trùng tu cái Phủ Vân Cát này, cho nên là cái về mặt đồ hình kiến trúc của Phủ Vân Cát nó có mang dáng dấp của cung đình. Nếu từ trên mà nhìn xuống ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái tổng thể của Phủ Vân Cát nó giống như hình một con chim phượng hoàng đang nằm ấp trứng ở giữa cánh đồng. Đấy, nó uyển chuyển đẹp đẽ, những cái kiến trúc trồng diêm tám mái của tòa tiền tế và của tòa Phương Du, những cái mái đao nó cong vút nên nó tạo hình uyển chuyển đẹp đẽ trong kiến trúc và là một nét đặc sắc. Tường ngoài vào, phía trước Phủ Vân Cát là hồ vuông xây bằng đá xanh rất cổ kính. Theo truyền miệng của dân gian thì kiến trúc hồ vuông là biểu trưng cho một mảnh đất thiêng, nơi giáng sinh của bậc tiên thánh. Đến nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu cụ thể về kiến trúc hồ vuông ở Phủ Vân Cát, nhưng đây là một kiến trúc độc đáo và duy nhất tại Việt Nam, bởi các di tích khác chỉ có kiến trúc hồ tròn hoặc hồ bán nguyệt. Giữa hồ có một phương du nằm ở ngay chính giữa và có hai cầu đá dẫn lối lên xuống. Phương du gồm có ba gian làm bằng gỗ lim, mái có góc uốn quanh. Xung quanh lan can thấp ghép bằng những tường hoa đá. Trên tường trang trí bằng những mảng phù điêu khắc chạm một số loài hoa và những con lân, con voi, con hổ. Từ cổng bước vào là ngũ vân lâu, gác chuông với năm cổng lớn xây dựng từ thời vua Tự Đức. Theo tài liệu lịch sử để lại thì cái kiến trúc của cái Phủ Vân Cát này là trong công ngoại quốc và nó biểu hiện ở các cái cung điện kia là bên trong là các cái cột bằng tròn. Nó thể hiện cho trời là trời. Và ra đến đây qua cái sân đến cái chỗ này thì nó là cái ngũ vân lâu. Nó đại diện cho tam thế cũng như đại diện cho con người là tam tòa thánh mẫu. Và xa xa kia là bên cạnh nó là cái hồ. Thì thường thường là hồ ở trong nước Việt Nam mình thì thường thường là hồ là bán nguyệt hoặc là hồ tròn. Nhưng ở đây nó cái nét đặc biệt riêng ở đây là bằng hình vuông. Thì hình vuông là đại diện cho đất và con người là mẹ, người mẹ. Và khi chúng ta ngẩng mặt lên thì tại ở cái ngũ vân lâu có đề ba chữ là vạn cổ trạch. Có nghĩa rằng là muôn thuở là nhà cũ của nhà ngài, là nơi thánh địa, là nơi phát tích tại nơi đây. Nhưng ngoài ra Phủ Vân Cát nó còn có một cái đặc sắc nữa, đó là cái tòa, tòa mình gọi là tòa tam quan. Thế nhưng thực chất thì Phủ Vân Cát cái tòa phải gọi là tòa cửu quan. Vì tổng cộng cái nối ra vào của Phủ Vân Cát trong cái tòa cổng ấy nó gồm 9 lối ra vào. Đặc biệt là phía đằng trước thì nó lại có một cái hồ nhỏ và trên hồ lại có một tòa phương du. Thì tổng thể kiến trúc này nó tạo ra như là một cái nối tam quan nội và tam quan ngoại, giống như ở chùa Keo Thái Bình và chùa Keo Nam Định. Đấy thì tạo ra cho cái kiến trúc của Phủ Vân Cát nó có rất nhiều các cái nối vào và tầng tầng lớp lớp, có một cái chiều sâu từ bên ngoài vào bên trong. Đấy, cho người ta có một cái cảm giác như là một cái chốn thờ tự nhưng mà có phong cách cung đình. Trong phủ có 4 cung, tính từ trong ra ngoài. Cung đệ nhất thờ Đức Thánh Mẫu, mẫu đệ nhất Thượng Thiên, mẫu đệ nhị Thượng Ngàn, mẫu đệ tam Thoại Phủ. Cung đệ nhị thờ tứ vị Chầu Bà, Đức Vua Cha, Nam Tào, Bắc Đẩu. Cung đệ tam thờ tứ phủ Công Đồng, ngũ vị Vương Quan, Bà Chúa Bảng Đền. Cung đệ tứ thờ quan giám sát, tứ phủ Thánh Hoàng. Hai bên tả hữu có lầu cô, lầu cậu, ban sơn trang và chúa bản mệnh. Ngoài ra, nét độc đáo còn nằm ở văn bia cùng ngũ vân lâu ngay tại mặt chính trước cửa phủ,
Các công trình bố trí chặt chẽ, tạo thành thể thống nhất, giữ lại nét giá trị từ ngàn đời nay. Cùng với hệ thống đồng trụ tường hoa khiến tổng công trình nội trùng thiềm, ngoại chữ quốc ở đây bố cục chặt chẽ là di tích xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Tại phủ Vân Cát có 11 bia ký, trong đó có 9 bia chữ Hán và 2 bia quốc ngữ. Các bia đều mang niên đại trong khoảng thời gian Nguyễn, thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ thứ 20, gắn với lịch sử hình thành và tồn tại của phủ. Cùng với đó, tại phủ Vân Cát còn lưu giữ được 17 bức đại tự và hàng chục đôi câu đối cổ sơn son thiết vàng ca ngợi thân thế, công lao đức hạnh của Thánh Mẫu để tỏ lòng kính ngưỡng của cộng đồng và thiện tín thập phương đối với Mẫu. Ngoài ra, tại phủ còn có một số cuốn thư, đại tự, câu đối mới được cung tiến và đắp trên nghi môn, cột biểu trong những lần trùng tu gần đây. Tương tự như bia ký, hệ thống đại tự, câu đối tại phủ Vân Cát cũng khá phong phú, đa dạng, vừa ngợi ca công đức vừa khẳng định thêm phủ Dày, phủ Vân Cát chính là nơi Thánh Mẫu liễu hạnh Giáng sinh, bao gồm đại tự nhẫn vừa trên vòng cổng có ghi vạn cổ trạch muôn thuở nơi nhà cũ. Giáng sinh từ ngôi đền thờ nơi sinh ra Thánh Mẫu. Đản sinh cố trạch nhà cũ nơi Thánh Mẫu liễu hạnh Giáng sinh. Bức đại tự lâu đời này được sơn son thiết vàng và đặt tại cung đệ tứ trong chính phủ để nhắc nhở con cháu muôn đời về quê quán của Tiên Chúa, cũng như nhắn nhủ trách nhiệm thờ phụng Ngài ngàn năm sau. Người xưa còn ghi rõ trên bức đại tự dòng chữ tiên nhân cựu quán, quê cũ của người tiên. Trên đây phủ Vân Cát đây trong cung nội cung ngoại quốc là toàn bộ hoàn toàn bằng cột tròn, còn ở ngoài hồ Phương Du gọi là hồ vuông, trời có nghĩa là tròn, đất là vuông, Ngài giáng, Đức Thánh Mẫu giáng tại phủ Vân Cát và có đản sinh cố trạch, có nghĩa là nơi nhà của Ngài, mà tiên nhân cựu quán cũng nói đến là nhà của Ngài, và vạn cổ trạch có nghĩa là muôn đời của Ngài, và một đôi cố đối mắt hàng này các cụ thượng cổ có nói là phải được 4 cấp với được phong đôi cố đối này: một là Phật, hai là Thánh, ba là Thần, bốn là Tiên với được phong đôi cố đối mắt hàng giữa cung công đồng đây. Ngoài hệ thống bia ký, đại tự, câu đối sắc phong kể trên, trong phủ còn có một số văn khắc trên cấu kiện gỗ, chuông, đồ tế tự, con dấu và một số mẫu công văn sớ sách hòa cúng, vân vân. Bên cạnh nét kiến trúc độc đáo, phủ Dày Vân Cát còn giữ được nhiều di sản phi vật thể cổ như lễ cúng cơm chay vào ngày Thánh Mẫu hóa về trời. Riêng ở phủ Vân Cát thì nó còn có một cái hẻm hội nữa, đó là vào đêm trước ngày kỷ niệm Thánh Mẫu hóa nhật thì bản phủ và nhân dân làng Vân Cát có một cái tục là dâng cúng cơm chay trong nội cung. Tục này tại sao lại như vậy? Tại mọi nhiều người sẽ hỏi là hàng ngày thì trong tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ thì vẫn cúng đồ mặn, tại sao vào ngày hóa của Thánh Mẫu lại cúng đồ chay? Thì người dân cũng như là các người thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, các thanh đồng đạo quan có quan niệm rằng Thánh Mẫu sau này Ngài đã tu học và trở thành một vị Bồ Tát, Mã Hoàng Bồ Tát. Thế cho nên vào cái ngày kỵ của Ngài, ngày hóa nhật của Ngài thì dâng cúng cơm chay để nêu cao cái tinh thần tu hành và hướng thiện. Thế ngày mùng 2 sang ngày mùng 3 là ngày Đức Quốc Mẫu Trầu Thiên, thì tất cả ngày mùng 2 là cáo rỗ, người đời người ta gọi là cáo rỗ, còn các ngài là thánh thì là các ngài về Trầu Thiên trên trời, còn cái nhớ cái ơn của người mẹ để làm cơm cúng tuần, cũng Phật, cũng Thánh, để cúng cơm để nhớ ơn người mẹ là Đức Quốc Mẫu Phủ Dày. Thường thường hàng năm là cứ đứng đến cái ngày tối ngày mùng 2 là ngày cáo
và ngày mùng 3 là chính ngày về Chầu Thiên, kỷ nguyện cho quốc thái dân an cũng như là phong điều vũ thuận, bệnh dịch thì được tiêu trừ. À, đến Vân Cát thì là cái suy nghĩ và cảm tưởng của tôi là một khu di tích rất là đồng bộ và là rất là cổ kính. Thế còn thì về nghi lễ thì chúng tôi đến thì đương nhiên là như về với mẹ. Là cái nghi lễ thì thường là cái tâm mình là đầu tiên. Thế còn thì cái nghi lễ người ta cũng ở đây rất là cổ kính và là nghi lễ rất là đầy đủ, từ hoa quả này rồi đến lễ chay lễ mặn. Thì tôi qua đấy thì tôi cảm nhận được là cái sự tôn kính về những cái nền văn hóa cũng như là tôn kính mẹ cha rất là tôn nghiêm. Được biết, tục dân cúng cơm chay, ngoài việc dân cúng thánh mẫu, đây cũng là việc để giáo hóa tín đồ, làm lành, lánh giữ hướng thiện, tích phúc. Sau khi dâng cúng cơm chay trong nội cung, bao giờ cũng vậy, vào lúc sang canh 12 giờ đêm, cung văn của bản phủ sẽ tiến hành hát chầu thờ. Trong một số bản văn của Thánh Mẫu, mỗi năm sẽ chọn hát một bản văn thờ kể về sự tích và công đức của Thánh Mẫu. Nói về hát chầu thờ, hát thờ thì nó cũng là một cái loại hình nghệ thuật của hát văn, nhưng nó là một trong ba loại hình. Hát văn được phân chia là ba loại hình thể loại. Một đó là hát thờ, hai là hát thi và ba là hát hầu. Thường như quý vị khán giả và chúng ta thường thấy, cái nghệ thuật hát văn hiện nay đó là hát hầu và hát trên sân khấu. Thế còn lại việc hát thờ và hát thi thì ít thấy. Hát thờ thì hiện nay rất ít các đền phủ còn giữ được cái tục lệ hát thờ. Đấy, và hát thi thì lại càng không thể khôi phục được. Trong thời gian gần đây thì lại càng chưa khôi phục lại được cái việc hát thi. Thế thì vào cái thời khắc thiêng liêng đó thì cung văn của bản phủ sẽ trang trọng áo dài khăn đóng và bày biện pháp bảo để chầu thờ một bản văn đó, kể lể lại công hạnh và sự tích của Thánh Mẫu. Để thông qua cái lễ cúng cơm đó và cái chầu thờ đó thì các tín đồ của tín ngưỡng Tam Phủ sẽ được gần như là được tham dự một cái nghi lễ để có được một cái bài giảng. Đấy, hiểu thêm về công hạnh và sự tích của Thánh Mẫu. Được biết, đặc trưng của tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt có rất nhiều hoạt động. Những đặc trưng của nó là nghi lễ lên đồng và nghệ thuật hát chầu văn. Trong nghi lễ hầu đồng tại tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ có một đặc trưng là ở đó, người đồng nhân sẽ thông qua chống nhạc, đồ hương và các nghệ thuật hát văn để diễn tả lại thần tích của các vị thần trong điện thần tứ phủ. Nghệ thuật hát chầu văn vừa là nghệ thuật hát tính phòng, vừa là nghệ thuật hát sân khấu. Ở đâu đó ta lại thấy có âm hưởng của ca trù, của chèo, sẩm, các làn điệu dân ca của các vùng miền. Nghệ thuật hát văn không chỉ là nghệ thuật thiêng liêng dành trong tôn giáo tín ngưỡng, mà nó còn có đặc trưng để biểu hiện qua những khát vọng, ước mơ của người Việt. Thông qua đó, thể hiện những ước vọng vươn tới cuộc sống chân, thiện, mỹ, cầu nguyện một cuộc sống bình an, một thế giới thanh bình và an lạc. Ở các giá chầu, tại các giá quan lớn thì các làn điệu chầu văn cùng với người đồng nhân đã diễn tả lại cả một cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập chủ quyền của dân tộc. Ở các giá chầu bà thì thể hiện sinh hoạt trồng cấy, hái lượm, dệt vải, tất cả các hoạt động của người Việt.
tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Hàng năm cứ đến những ngày tháng 3 âm lịch, từng dòng người gọi nhau chảy hội lễ đền tại phủ dày làng Vân Cát, Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định, xin thắp nén nhang thơm bằng cả tấm lòng thành kính biết ơn Thánh Mẫu, một trong bốn vị thánh bất tử của dân tộc ta. Lễ hội ở phủ dày được tổ chức kéo dài 10 ngày từ mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch và theo các phong tục. Ngày mùng 1, hai thôn Tiên Hương và Vân Cát tế cáo mở cửa phủ, người ta gọi là tế khai hội. Ngày mùng 2, Tiên Hương rước nước ở giếng về mộc dục thánh tượng, sau đó làm lễ bái yết cáo. Ngày mùng 3 là chức quốc tế long trọng, chủ tế thường là quan tổng đốc Nam Định hoặc quan lại triều đình. Lễ vật thường có bánh dày, lợn sống, xôi, rượu quả. Ngày mùng 4 chính dỗ ở phủ Vân Cát, các quan chức triều đình, huyện, tổng xã và con nhang đệ tử cùng nhân dân đều túc trực tế lễ chu đáo theo nghi thức long trọng. Ngày mùng 5, phủ Vân Cát rước Thánh Mẫu lên chùa Dần, Vân Tháp Tự ở xã Trung Thành lễ Phật rồi rước về. Ngày mùng 6, phủ Tiên Hương rước Thánh Mẫu xuống chùa Gôi, Tiên Sơn Tự, nhưng gần đây rước lên chùa Báng, chùa Linh Sơn. Vào các ngày mùng 7, 8, 9 còn có hội kéo chữ hay còn gọi là hội hoa trưởng rất đẹp mắt và độc đáo so với các hội khác. Thánh Mẫu Liễu Hạnh được thờ cúng ở nhiều nơi, nhưng lễ hội phủ dày là lớn hơn cả và độc đáo hơn cả. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, thì lễ hội phủ dày là một thành phần quan trọng tạo nên bản đại diễn xướng sử thi Liễu Hạnh. Đến ngày mùng 3 là bắt đầu ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch là ngày gọi là bắt đầu khai hội. Đúng không ạ? Thì bao giờ cũng có phần lễ. Phần lễ tức là phần mà gọi là nói lại cái tiểu sử của Thánh Mẫu Liễu Hạnh để cho mọi người dân biết. Nói lên cái vị trí của Ngài, nói lên cái đức độ của Ngài, nói lên cái tầm ảnh hưởng của Ngài đối với lại cư dân ở cái vùng gọi là Nam Định nói riêng và vùng đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Thế và sau đó thì sẽ có những cái lễ dâng hương, dâng hoa, dâng trà, dâng rượu, đúng không ạ? Dâng các cái lễ vật lên để tỏ lòng thành kính, gọi là nhớ ơn Ngài đã gọi là truyền dạy cho người dân những cái gọi là lao động sản xuất và hướng người dân đến cái gọi là cõi tâm linh là đoàn kết, thân ái, thương yêu lẫn nhau và gọi là cùng nhau xây dựng làng xã, xây dựng đất nước. Và sau phần lễ rồi thì đến phần hội ấy, thì có rất nhiều những cái tổ chức hoạt động, đúng không ạ? Ví dụ như là hoạt động những cái liên quan đến đời sống hàng ngày, ví dụ như là kéo co này, ví dụ như là chơi đu này, ví dụ như là thi gọi là gánh nước này, rồi thi nấu cơm này, thi tất cả những cái việc mà liên quan đến, hoặc là ví dụ như là thi cấy lúa, vân vân, tất cả những cái hoạt động ấy, của lễ hội, trong lễ hội ấy, thì nó thường gắn bó với cuộc sống lao động sản xuất và cái cuộc sống bình thường ở các cái gia đình. Và thông qua đó thì cũng muốn nhấn mạnh đến vai trò của người phụ nữ trong cái đời sống xã hội hiện nay. Trong một năm thì có hai tiết chính của tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ của người Việt, đó là tháng 8 tiệc cha và tháng 3 dỗ mẫu. Và tiết tháng 3 là ngày kỵ nhật, hóa nhật triều thiên của Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Thì hôm nay cũng được cái phúc duyên về vấn an cửa mẫu và được vấn an thánh, trong lòng tôi cảm thấy cũng rất là xúc động và cảm thấy rất là hoan hỷ trong lòng. Mẫu Liễu Hạnh được nhân dân khắp mọi miền tôn thờ và là vị thánh mẫu thứ hai, mẫu đệ nhị địa tiên đại diện cho tín ngưỡng thờ mẫu của Việt Nam. Bà Chúa Liễu Hạnh cùng chị Đồng Tử, Tản Viên Sơn Thánh và Đức Thánh Trần cũng là bốn vị thánh bất tử, tứ bất tử trong quan niệm tâm linh của người Việt. Bà thường xuyên giúp đỡ người dân và được nhiều triều đại phong kiến nước ta sắc phong nhiều chức sắc để cảm tạ công ơn. Thái Mẫu Liễu Hạnh là nhân vật trung tâm được thờ phụng trong các di tích ở Phủ Dày cũng như trong lễ hội Phủ Dày. Đây là một nhân vật vừa là thiên thần, vừa là nhân thần với những huyền thoại dày đặc yếu tố kỳ ảo. Phủ Dày Vân Cát, nơi Thánh Mẫu Giáng sinh lần 2 vào năm 1577, là một trong những di tích quan trọng còn lưu giữ những điển tích về Thánh Mẫu và công lao của người, vị thần chủ của tín ngưỡng thờ mẫu. Đây là minh chứng cho sự trường tồn và niềm tin của nhiều thế hệ người Việt.
Tại nơi thánh địa của tín ngưỡng thờ mẫu, hàng ngàn năm, người dân tại đây vẫn tầm niệm giữ được những nếp cổ và nhất tâm phụng sự thánh mẫu, trở thành nơi linh thiêng, chở che cho mỗi người dân Việt. Nhờ đó mà phủ dày Vân Cát mang lại cho mỗi người có dòng máu đế đình một cảm giác bình an, thân thuộc, trở về đây như là được trở về nhà. Về đạo mẫu mặc dù không phải là con của mẫu ở đây nơi đất khách quê người, nhưng mà tôi về được nơi về Vân Cát của mẫu đây. Phủ dày này rất là uy linh, rất là có hoàng dương đạo mẫu để cho muôn dân trăm họ bách gia được về ăn mày lộc mẫu. Thì mẫu đây thì kể cả là ở nơi gọi là thờ rất là linh thiêng, thế là để cho rồi là các hội thanh đồng, đạo quan thì tất cả các huyện, tất cả các tỉnh để về đây để xin để hoàng dương đạo mẫu. Thế thì phong cảnh cho tới tất cả ở cái nơi này rất là uy nghi, thì để cho gọi là chúng các cái chúng sinh trong họ bách gia xin được mẫu độ, mẫu ban cho. Khi chúng ta bước chân vào ngưỡng cửa của tâm linh nói chung và đạo mẫu nói riêng, thì việc đầu tiên tôi nghĩ là phải gìn giữ đạo đức. Cái đạo đức là mình không làm những việc trái với luân thường đạo lý, trái đời, trái đạo. Cái thứ hai nữa là bước đến ngưỡng cửa của tâm linh, bước chân vào đạo thì chúng ta phải hoằng dương đạo theo chánh pháp và phải có chính kiến, và phải lối gót theo chân được những cái lề lối của các bậc tiền nhân để lại, của các cụ đồng đi trước. Cái quan điểm của tôi ấy, thế thì cái việc đến đền phủ trước hết ăn mặc phải trang trọng đã. Anh ăn mặc mà không trang trọng là anh thể hiện cái sự thiếu tôn kính tới bề trên, và cũng thiếu như thế là tự trọng đối với chính bản thân mình. Đấy là cái việc đầu tiên, là trang phục phải trang trọng. Thứ hai là phải dọn rửa thân tâm của mình thật thanh tịnh, lắng đọng để trở về với một cõi bình an. Có thân tâm, có thanh tịnh và lắng đọng, khi trở về với cõi bình an thì cái nguyện vọng tâm tư của mình nó mới thể nhập với thiên thánh được. Đấy là cái điều thứ hai. Và cái điều thứ ba đó là lễ nghi bất túc nhưng thành kính hữu dư. Lễ nghi tuy có thể không đủ nhưng lòng thành kính phải có thừa. Không thể đi lễ vì những cái chuyện đua chen bon chen về lễ to lễ nhỏ. Có thể là quả cau lá dầu, có thể là lén hương bát nước, nhưng lòng thành kính phải có. Trong tiềm thức của người dân, Liễu Hạnh là một vị thần, một biểu tượng về khát vọng tự giải phóng của người phụ nữ muốn thoát khỏi sự ràng buộc của xã hội, của lễ giáo phong kiến, khát vọng đạt được những ước mơ về hạnh phúc gia đình. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã trở về đây ghi hình 23 giá đồng cho một sự kiện đặc biệt ngay sau khi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào cuối năm 2016. Và những hình ảnh về đền phủ cùng với những điển tích về thánh mẫu một lần nữa khắc họa những giá trị tâm linh, những nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.